dở coi. Wow, bây giờ một con lươn khủng luôn rồi. Chú cha. À vừa thấy có con ngắn nước nữa nè. Chỉ một con cá lóc. Đây, con cá lóc với con ngắn nước. Ui, đây con bé ngắn nước nữa nha, hôm nay trúng nha. Chú kèo ngắn nước rồi. Nè. Dương xin chào tất cả cô chú anh chị buổi sáng nha. Thì sáng nay Dương lại tiếp tục cái hành trình đi thăm lờ. Thì sáng nay Dương đi gấp quá, Dương không có lấy đèn lấy gì hết trơn á. Cho nên là tối hù à. Thì trên cái đoạn đường đi thăm lờ thì Dương sẽ quay lại và chia sẻ đến cô chú anh chị mình để xem nha. Bây giờ Dương sẽ đưa cô chú anh chị mình đi thăm luôn. Thì hôm nay Dương thăm bên cái hồ sen nha. Hôm trước Dương đặt 19 cái xong rồi Dương thấy cũng ổn quá. Thì Dương đặt thêm mấy cái nữa. Dương đặt thêm 4 cái nữa là 23 cái. Đi không lấy đèn đội đầu, không lấy đèn quay luôn. Biết lạnh thì rồi. Để cái thằng lên bờ ra. Đây là Dương nè. Cá dòng đây. Cá phi không à. Nay Dương không bắt cá phi đâu. Để cá lóc vô bắt. Cá phi không vô nữa đâu. Để cá lóc. Của Dương nè. Coi có gì không đây nha. Ôi, trình dữ vậy. Có 2-3 con cua nè. Thôi, để bữa sau thì mình bắt luôn. Hôm nay không có đèn, tranh thủ thăm. Viết lên. Cái lờ này chỗ này thấy ngon quá nè, không biết sao thì nước mà. À vô con cá lóc nhỏ nhỏ nha nè. Nó nhỏ chứ nó cũng không nhỏ đâu nè. Cũng bự hơn giò cái chút nè. Ở chỗ này nước trong queo à, không có sình á. Nhìn nó đẹp. Bữa sau mình nghĩ chắc cái bự vô nhiều á. Rồi mình tiếp tục thôi. Đó, trong cái lùm này nè. Cái này nó cạn queo queo à. Đây nè. Trong cái đám gai này nè. Nhìn nó cạn quéo queo à. Nhưng mà hồi bữa giờ lần nào thăm là cũng dính cá hết á. Hôm nay không biết sao. Để Dương coi coi. Rồi lần này là chết rồi nha. Để Dương đặt nó lại đi. Quảng cáo quá cho nên giờ bị hố à. Luôn đi chứ đâu có chỗ đâu để đâu. Ý, cá con bự đó.
rồi dính nút áo cái đây luôn. Ra rồi, đây cá lóc đây, vô vô. Rồi thì trong này còn hai cái lờ nữa, dương xe đưa cô chú anh chị mình đi thăm luôn. Cái okay. Góc này là ngon dữ chặt lắm nè, nhưng mà không biết có cá không nha. Cái góc này là đẹp 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 như mơ luôn đó. Đây thấy có cá sặc vô là mẫu rồi, chắc không có cá lóc quá. Cá sặc nó vô là không, giờ nó làm mẫu được là cá lóc không có vô, tại vì có cá lóc vô là nó quẩy không có làm mẫu được. Chỗ ngon quá mà không có cá. Cây móc lùm la như này, ngay cái lỗ mỏi luôn, được ngay cái lỗ mỏi, cái lỗ luôn. Đúng có cá không nha, dở coi. Wow, có ra một con lươn khủng luôn rồi, chú cha, ngay cái lỗ mỏi này ra vô con lươn, nè, quá trời đã rồi. Ui con lươn bự ghê luôn nè, con này nửa ký á. Thì à, để Dương sẽ đem ra ngoài Dương đổ đi nha, tại vì con lươn này bự quá, ở đây chặt quá không có bắt được. Lươn quá trời to rồi. Wow, con lươn vàng que luôn nè. Con này có nửa ký hơn luôn á. Yeah. Chắc xin Dương sẽ đổ nó vô luôn chứ bắt không ổn đâu, nó bự quá. Sẽ đặt cái lò này lại ở đó nha. Rồi, giờ Dương sẽ qua đặt lại cái lò ở đó nha. Ôi, mình tiếp tục thôi. Trời cũng sáng rồi, chắc có lẽ Dương không cần phải sử dụng tới cái đèn nữa đâu. Cái lời chỗ này bữa giờ vô toàn cá sặc không, hôm nay vô cá bự bự cho mình vui vẻ cái coi. Đúng là không có gì khác hơn cá sặc hết.
Đây, tới cái lờ. Cái lờ này là vừa trúng cái ổ 5 con nha. Hôm nay nước cạn quá không biết sao đây. Hôm nay không có con gì luôn. À vừa thấy có con gắn nước nữa nè. Chỉ một con cá lóc. Đây. Con cá lóc với con gắn nước. Hôm nay con gắn nước này là con thứ hai rồi. Để dùng bắt cá lóc trước đi. Để con gắn xử sao. Rồi xong. Vào đây còn gắn nước nữa nha. Rồi, túi đàng hoàng. Để cái lò này nó chạy ghê lắm, nó xỉa. Hôm bữa cái lò này là về cái đực. Cái trong cái video trước là cái lợn này vô 5 con nè. Rồi cái túi này vô sẽ chết riêng luôn đi. Để Dương sửa cái lỗ này lại dính sâu dính chút nữa nha. Ui, đèn bé gắn nước nữa nha, hôm nay trúng nha. Trúng kèo gắn nước rồi. Nè. Kìa. Nhưng bắt em này alo. Ồ, con này cũng bự, con này bự nha. Con này hơi bị bự đó. Bự hơn con nãy chút. Có ăn chưa? Chưa ăn thì kéo qua được. Có ăn rồi thì lui lại thôi. Ở bên này gắn nước nhiều á. Có mấy bạn xem kênh của Dương comment dưới là thắc mắc là tại sao đặt cái lờ không có mồi mà cá nó vẫn vô, cá lóc nó vẫn vô nha. Thì mình giải thích luôn. Thì trong cái lần đầu tiên mà mình đặt á thì không có mồi,
nhưng mà mấy lần sau á, thì cá sặc như này nè, đó cá sặc như này mình sẽ để lại hết nha. Thì cái mồi này là cái mồi tự nhiên, con cá lóc thì nó hay ăn tạp, cho nên là khi mà mình đặt xuống á, cá này nó vô, cá lóc là nó thấy con cá này ở trong lờ mình, nó sẽ đi vô đây nó ăn con cá này là nó vô trong lờ nha, chứ không có tự nhiên mà nó vô nha. Rồi mình tiếp tục thôi, hôm nay cũng ổn, tạm ổn đó. Đi sao lú đầu ra coi, lúng hả, chích cha không. Giờ phải cầm thêm cái này nữa, chết luôn à. Giờ phải cầm ngược lại như cái lỗ này. Rồi mình tiếp tục thôi. Wow, một con cá lóc nữa nha. Rồi thì còn hai cái lời cuối cùng nữa nha. Có cái dương dời nữa, có cánh cỏ nha. Rồi thì Dương còn một cái lời cuối cùng ngay góc bên bắc nữa là hết rồi nha. Thì Dương còn một cái lời ở đây nữa là hết rồi. Thì bữa trước thì cái lời này vô con chích nè. Hôm nay biết vô con gì đây nha. Không, cái bọt cá sặc nó quậy quá trời luôn nè. Bọt cá sặc là toàn là cá sặc không à. Rồi thì cái lời cuối cùng của Dương cũng đã kết thúc ở đây nha. Thì cái lời cuối cùng của Dương cũng kết thúc cái chuyến hành trình đi thăm lời của Dương. Thì Dương tạm biệt của chú anh chị nha. Thì Dương quay sơ sơ cái thành quả, tí nữa về Dương sẽ quay thêm. Thì đây là cái thành quả của Dương đó, chắc tầm ký mấy cái lâu ạ. Với lại một con lươn, ba con rắn nước nè. Wow, ngon chưa? Rồi, giờ mình về thôi. Để Dương bỏ vô đây luôn đi. Rồi, bây giờ mình đi về. Tí nữa Dương về, Dương sẽ đổ cái thành quả cho chú chị mình xem nha. Kết thúc hành trình đi thăm lại của Dương ở đây nha. Dương tạm biệt của chú anh chị, hẹn gặp chú anh chị video sau.